Cuộc đời muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm, muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhọc, kéo tấm chăn ấm mình ôm nhau ngủ say, muốn được sự ai đó cho riêng mình, muốn là cả thế giới trong vòng tay ai, muốn cùng nhau đón gió đông bên bếp lửa hồng, trái đất thu bé trong một căn. Chúng mình số vuông hay tròn, đúng ngày này giờ này là phải bước chung con đường. Nếu như quay ngược thời gian, ngược về quá khứ, anh vẫn chọn con đường anh lần đầu thấy em. Về chung mái nhà dẫu không phải lâu đài nguy nga, về chung mái nhà sau chỉ có tấm lều mái lá, chỉ cần giấc mơ anh thức dậy, giấc mơ được nhìn thấy giấc mơ giữa trưa này, anh muốn chặt em và nói anh vẫn ở đây. Chúng ta sẽ chẳng ước mơ gì xa xa, nhưng chỉ hai trái tim ước thà ta về sẽ chung một nhà, thế giới vẫn cứ nhỏ bé hơn nhà chúng ta. Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời, muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm, chân âm mình ôm nhau ngủ say, muốn được sự ai đó cho riêng mình, và chỉ cần có thế muốn là thôi, cả thế giới trong vòng tay ai, là cả thế muốn giới nhớ đến gió đông bên bếp lửa hồng, trái đất thu bé trong một căn phòng. Trái đất của hai chúng mình số vuông hay tròn, đúng ngày này giờ này là phải bước chung. Nếu như quay ngược thời gian, ngược về quá khứ, anh vẫn chọn con đường anh lần đầu thấy em. Về chung mái nhà dẫu không phải lâu đài nguy nga, về chung mái nhà sau chỉ có tấm lều mái lá, chỉ cần giấc mơ thức dậy, được nhìn thấy giấc mơ giữa trưa này, anh ôm chặt em và nói anh vẫn ở đây. Chúng ta sẽ chẳng ước mơ gì xa xa, nhưng chỉ hai trái tim ước mơ ta về sẽ chung một nhà, thế giới vẫn cứ nhỏ bé hơn nhà chúng ta. Chung mái nhà dẫu không phải lâu đài nguy nga, về chung mái nhà sau chỉ có tấm lều mái lá, chỉ cần sớm mai anh thức dậy, giấc được nhìn thấy giấc mơ giữa trưa này, anh ôm chặt em và nói anh vẫn ở đây. Chúng ta sẽ chẳng ước mơ gì xa xa, chỉ hai trái tim ước thà ta về sẽ chung một nhà, thế giới vẫn cứ nhỏ bé hơn nhà chúng ta.